Hôm nay bên mình giới thiệu qua dòng Singer Newvi, dòng Singer dáng đời mới nhá. Đây, máy về hình thức bên ngoài thì máy đang còn rất là đẹp. Đây, các chức năng thì nó nằm ở trên này ạ. Đây, có 19 đường may khác nhau. Công tắc đây, tắt bật đây. Đây. Bây giờ mình sẽ chạy thử đường thẳng nhá. Ví dụ mình chạy đường số 8 thì mình chọn về đây thành số 8 này. Đấy, cái trùng của con này thì cũng rất là đơn giản thôi. Thằng may thì hạ chân vịt xuống rồi. Đấy. Mấy cái mũi đầu tiên thì nó chạy chậm, sau đó nó sẽ nhanh lên dần nhá. Đấy, may xong mình ấn dừng lại. Đây. Đây mình chạy thêm đường zig zag rồi. Chạy sang đường zig zag rồi. Ví dụ đường zig zag chọn đường 13 đi. 13. Đấy. Đấy, chạy rất là đầm và êm. Đường chỉ rất là đẹp luôn. Đây. Đây, các đường chỉ lúc mình vừa may xong và may lúc trước này. Đây. Máy không bị bỏ mũi nhá. Bây giờ mình sẽ thử làm khuy. Làm khuy thì nó có 5 kiểu làm khuy. Đấy, dài ngắn khác nhau nhá. Bây giờ mình sẽ thử làm khuy số 2. Số 2 thì mình ấn này về số 2 thôi. Đấy, số 2 này. Mình lắp chân vịt vào này, hạ cần làm khuy xuống này. Đấy, có cần làm khuy màu đỏ, nó vẽ khuy là phải hạ xuống này. Có mũi tên này, phải hạ xuống. Xong rồi nó chạy. Kệ nó tự chạy nhá, chạy xong nó tự dừng. Đấy, dòng này thiết kế rất là thông minh. Nó gọi là làm khuy một bước. Mình chỉ cần căn cái điểm đầu với điểm cuối thôi, còn nữa là nó tự chạy hết. Đấy, mình sẽ chạy thử một cái khuy khác rồi nhé. Đây, vừa chạy xong khuy số 2 này, xong mình tăng lên khuy số 3 đi. Đấy, xong ấn nút chạy thôi. Xong rồi mình kiểm tra hai khuy mình vừa chạy luôn nhé. Cái chiều dài dài độ dài của cái khuy thì mình có thể điều chỉnh được. Đấy, nó tùy thuộc vào cái cúc của mình, cúc to hay là cúc nhỏ để mình căn chỉnh cái chiều dài của cái khuy. Đây, nó làm xong cũng rất là nhanh. Đây, đây là về cái khuy của nó. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, cái khuy này thì cái bờ nó to hơn này, còn khuy này thì cái bờ nó nhỏ hơn. Đấy, tùy thuộc vào cái sản phẩm của mình để mình làm cái khuy nào cho phù hợp nhé.